Xin chào quý vị các bạn, mình là Hiếu Ô Tô. Hôm nay mình đang nhận sửa một chiếc màn hình của con Kia Lotus. Con này nó hơi lạ một chút. Con này là đang là cái màn hình theo xe mà cái bản JBL. Bản JBL là có chữ JBL đây này. Đó. Bản JBL này nó là JBL này thì nó kèm theo cái hệ thống loa của nó cũng là loa JBL. Các bạn có thể nhìn rõ là loa JBL. Loa JBL này thì nó đi thì kèm theo âm ly riêng của nó. Nếu các bạn mà thay chiếc đầu này thành chiếc đầu của Android chẳng hạn thì nó sẽ không đồng bộ được với âm ly nữa, và nếu có đồng bộ được thì thường nó không đủ kênh mà nghe nó không được hay bằng những cái đầu nguyên bản này. Nên là rất là các bạn nên lỗi con đầu này như thế này thì nên sửa. Ví dụ con Kia Sorento nó cũng dùng âm thanh JBL, nghe âm thanh rất là hay. Hay đầu đi nó không đồng bộ được với âm ly nữa. Và JBL nó khó đồng bộ. Mà có đồng bộ nên được nghe thì tiếng nó cũng không hay. Thì để sửa cái này nó đang bị hỏng phân cực. Hỏng cái phân cực này, các bạn có thể nhìn nó ố này. Nhìn nó xấu ảnh. Con này còn bị trường hợp nữa là lúc lên hình lúc không, lúc không lên hình nữa thì nó trắng màn, nhưng mà nó vẫn ố này, hỏng phân cực là hỏng, là trường hợp nào nó cũng bị ố như này. Để sửa con này thì phải tháo ra để kiểm tra theo dõi. Cái trường hợp thỉnh thoảng nó lên thỉnh thoảng không rất là khó sửa. Cái đấy bắt buộc phải theo dõi. Để tháo cái con màn hình này ra thì nó rất đơn giản thôi. Con này nó gần giống mấy con Kia khác nhưng mà không phải tháo bên này đâu nhé. Tháo bên này nó sai. Các bạn cầm cái mặt này, cầm mặt này hoặc cần dùng cậy nở, cậy dưới này này. Dùng cậy dưới này. Cậy đơn giản. Còn có một con Kia gì nó có tấm ốp ở bên kia. Nó rất dễ nhầm tháo bên đấy. Còn thế tháo nó đơn giản không? Kéo thẳng ra rút rắc ra được rồi. Tháo đến đây thì cũng có nghĩa là đã tháo được chiếc đầu rồi, chỉ cần tháo 4 con ốc nữa thôi. Nếu các bạn bị hỏng chiếc màn hình như này thì tháo như video mình hướng dẫn nhé. Rồi các bạn ở tỉnh thì gửi về cho mình sửa cho các bạn. Còn các bạn ở Hà Nội thì đánh chiếc xe qua trực tiếp ở gara của mình để mình tháo và mình sửa luôn cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sửa chữa lắp đặt đầu đi ô tô thì hãy liên hệ với Hiếu Ô Tô nhé.